Bà già, có gặp cái tôi không kìa? Làm gì? Có gặp cái tôi kìa. Bà đâu có gì? Rồi ổng đâu rồi bà? Giờ đứng đây đợi hay sao vậy? Bây giờ đốt mấy cái nhang mình khắn mình cậu hôm qua đi. Chứ giờ sao vậy? Bây giờ tại vì nãy mình ở bển mình nói có nói mấy hôm qua hay không? Ê, bây giờ mình đốt nhang coi chừng có hương nhang, chừng hồi tưởng cúng quá. Mà không giữ ghê thiệt. Về không mời hai bà qua chơi con. Đi qua cúng cho hai bà ăn. Nè, đôi dép gì đôi dép cái nhà giống đi vô nhà có gạn không? Đâu bển vậy cũng con đôi để mà màu xanh. Đó. Màu xanh hay màu trắng. Có đốt nhà nghe tiếng. Có tiếng gì á? Tiếng. Sao xanh quanh. Mà cái ông già là giống gì á? Ông ở bên đây nè. Mô bao nhiêu đập hả? Đó, đó, gỗ gốc cây nha. Gốc cây nha, chứ không phải là cái đồ rụng nha. Mà cây nào rụng mục chứ. Thằng họ tới rồi. Nó tiếng gì đó tại? Ông này ổng qua đây là ổng nguồn dữ lắm. Ừ. Cái đinh luôn kìa. Con cầu Phật tổ bậc thầy, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị đất đai, nhân trạch, thổ tầng, thổ địa ở đây. Con xin phép thắp lên ba nén hương này để tỏ lòng tình kính đối với con linh như là những chư vị đất đai, sơn thần, thổ địa ở đây. Cái gì quái ta? Sao ta thấy giống mày đáo vậy? Đâu phải. Bánh đó chứ làm gì? Mà làm nghi ngờ quý. Quái thì tao cầm bá đi. Lũ đạn thì chứ. Không phải. Thì đó chạy cái đó mày đúng đó. Thì tôi đứng đây nè, mình không biết đâu với dân nổ lăn vô lũ đạn thì chứ. Nó thừa đó, đó, nghe tiếng không? Hả? Nó tiếng ông hò đó. Cái này hôm trước là ở đây á thì thường thường. Gì trời? Như cái nhánh luôn kìa. Gì? Khó xử quá ha. Cái chén này đâu đây chi ta? Nào, cái chén. Không biết nữa. Hổm đâu mình đâu có thấy đâu phải không? Con này. Mới đây nè. Con này gì đất sình không à? Ừ. Cái gì? Ê. Ê đó, ai đến đây nữa sao? Mày đến này, chỗ này đâu có rồi đến thì biết liền à. Mình đâu có lấy chén lấy ơ lên gì làm kiểu này đâu. Rồi vô cái đó cái đất đất không kìa. Chỗ cái miếng đỏ đỏ đó. Cát. Ừ. Không miếng đỏ đỏ kìa. Ừ. Giống như sình đâu đúng. Kỹ ta. Úp cái chén lên cái. À để tôi đốt cái đây có cây kìa. Cây nến không? Cây nến đốt lên. Còn cái khúc đó. Đây rồi nó sáng. Đây hình như có cái áo nữa nè mẹ. Còn đâu có nước đó ta. Nước dột á. Dột. Hình như cái áo nè. Phải không? Quay đi. Được cái đầu nữa đó. Không có. Không, không có gì. Áo đuôi hay vậy? Trước. Ủa sao cái áo sọc thì pháo, áo pháo sọc là áo xanh gì? Sọc. Cái gì là áo vậy? Cái gì? Cái chai gì? Sao mà nhiều áo quần ở đây nhóc chứ. Ở trên cái chỗ cái chậu trên đó. Chắc là quần áo của mấy người áo trước ở đây á. Ngồi. Ghê trời. Gì? Ông bà ơi, thì nếu mà ông bà có nghe những chị hai của cháu con cầu nãy giờ hai ông bà ở bển á, hai ông bà đã hành hạ làm mọi thứ với tụi con cũng đủ rồi. Tụi con khuyên bảo rất là nhiều lần. Mà hôm nay mà nếu mà cơ duyên nó đưa sao lạnh gì? Gì? Bà già, có gặp cái tôi không kìa? Làm gì? Có gặp cái tôi kìa. Bà đâu có gì? Ừ. Rồng đâu rồi bà? Bữa bấm rồng rồi nghe. Ổng đâu rồi bà ơi? Sao không? Bà đói hả? Bà đói hả? Đói hả? Sao bà này giống bà kia vậy? Nhìn nhau quá. Là hai chị em ta. Có nói hai chị em mà. Mà bà với bà kia là sinh đôi hay sao bà?
Vậy là hai người sinh đôi đúng không? Bởi nhìn con nhìn hình hài giống nhau quá, bởi vì con đúng rồi. Phật, con chào bà. Bà ơi, thì theo con thấy á, thì tuy á rằng là bà có phần vẻ như hơi dữ, nhưng mà con thấy bà có thể là sớm hiểu chuyện hơn. Và tụi con khuyên bà chắc có lẽ sẽ bà sẽ mau thông. Mau thông cái gì? Ý là thông kiểu là hiểu, hiểu thấu đó. Mau thông thông đạo. Thì dạ. Cái đó là do tại vì ổng không có đu. Bây giờ con hy vọng bà đã hiểu được ý tụi con là đến đây giúp đỡ cho bà. Thì con mong là bà cũng khuyên ông rằng là ông với bà cùng nhau tu tập để mà về chùa để mà tu tập để mà sớm siêu thoát ha. Con hy vọng là bà sẽ, tại ở đây bà thấy rồi, ở đây cũng cảnh vật như đồ đạc đây nó tiêu tàn quá, không có gì để mà lưu luyến cả. Mà chị ta ở đâu? À, chị của bà tụi con đưa về chùa rồi. Chùa nào? Ở dưới chân núi nè. Có một ngôi chùa cũng gần đây. Gần đây dưới chân núi. Thì cậu cháu con hôm trước cũng nói chung là gọi là khai sáng khai quang. Hôm đó thì con giúp chị của bà cũng ngay chỗ này luôn. Đúng rồi. Ngay vị trí luôn. Đúng rồi. Tụi con đưa bà về chùa cũng ngay vị trí này. Thì hôm nay bà xuất hiện ở đây chắc cũng đã đây là một cơ duyên, và cũng như là đã ơn trên đã sắp đặt sẵn cho bà với chị bà gặp nhau ở chùa. Bà còn buồn điều gì? Nhà này nói chung á, bà đã mất rồi thì mọi vật ở trên đời này không thuộc về mình nữa. Bà nên hiểu thấu điều đó. Ai cũng vậy thôi, nói chung là ai cũng vậy hết. Cả tụi con cũng vậy thôi à. Sau này tụi con mà có như bà đi chăng nữa thì tụi con phải bỏ lại hết tất cả những gì mà tụi con đã có được trong lúc còn sống ha. Ổn không mày? Bà ở đây thì hai cậu cháu con gặp chị bà như vậy thì khó. Ừ. Tụi con rồi bà, tại chị của bà đã ở chùa, tụi con đâu có thể nào mà bắt bà chị bà đi được. Bây giờ con nói bà nghe nè, thì bây giờ nếu mà cái tâm nguyện bà muốn đi về chùa hoặc là bà muốn như thế nào thì bây giờ nếu mà muốn gặp chị bà đúng không, thì có một cách duy nhất thôi, đó là bà phải phát tâm buông bỏ. Ông ông đừng có làm như vậy nữa. Ông nghe là bà đi. Ông cứ như vậy hoài là 100 năm sau ông cũng là một con vong linh. Bà ơi. Ông đâu có thấy đâu. Ông đập phá dữ trời. Kìa. Bà có đầu bao nhiêu đầu gãy cổ không bà? Không sao đâu. Không sao kìa, bà nói không sao, bị nghiệm. Ông không cho đi, nhưng mà con nói bà nghe, bây giờ ổng không cho đi thì bà hãy để ông ở đây một mình. Tại vì biết sao không? Cho dù ổng á, bây giờ ở với nhau 100 năm đi nữa, bây giờ á, con nói bà nghe nè, ở đây giống dĩ là duyên trần. Duyên trần á, nó đến lúc đứt. Ở đây cũng bấn nhẹp không? Dạ. Bấn nhẹp mấy? Kỳ vậy? Nó văng nè. Không cần có làm như vậy nữa. Tôi sợ nó văng vô bộ mít á. Ừ. Nam mô vô bà. Con, tụi con gắng mà. Tụi con, bà biết không? Tụi con đi đến đâu đi nữa cũng mong giúp đỡ được bóng linh. Nhiều khi gặp những con linh dữ, nói bà, con nghĩ bà không phải là bà dữ, nhưng mà có thể là có những điều mà bà muốn bày tỏ chúng con mà tụi con cũng chưa hiểu ý, bà cũng không hiểu ý chúng con, thành ra chúng ta không có cùng quan điểm, thành ra nó khó. Thì con nói bà nghe nè, bây giờ á, ông bà giải quyết ông sao chứ thấy không ổn bà ơi. Ông để tôi nói chuyện.
không có chân đôi á. Bây giờ á, bà giải quyết, bà nói với ông sao rồi cho ba ông để yên, tôi có chuyện với bà. Ở đây nhìn vòng vòng thì không thấy gì hết trơn. Ừ. Thì bây giờ á. Nam mô Phật. Ông ơi, ông cũng nên tu tâm dưỡng tánh. Ông muốn gì ông ra đây ông nói chuyện với tụi con luôn. Ừ. Chứ ông mà ông cản bà đó, sau này con nói đường nào bà không đi được chứ. Ông cản bằng mức nào, người ta không đi cho ông bản mức nào. Trước đây ông cũng đã cản cái người chị vợ ông rồi. Ừ, ông nói vợ ông đó. Ông cũng nói vợ ông và ông cản bà không cho bà chị của bà đi. Nó bây giờ tới bà thì lại ông lại cản. Thì bây giờ bà cứ phát tâm đi, bà đi đi. Bây giờ ông ở đây một mình ông chăng nữa, ông phải buồn, ông không có bà, ông phải buồn. Kiếm người khác nữa. Không phải ý là nó môi Phật, tôi thì nói chung nó môi Phật là con đây không phải là cố tình nói vậy chứ lỡ lời thôi. Thì không thì con nghĩ á, nếu mà ông ở đây một mình thì có lẽ ông sẽ buồn, rồi sớm muộn giờ ông cũng phải đi về chùa ông tu thôi. Chứ bây giờ ở đây cái gì vậy? Khùng chứ, khùng nói gì vậy bà? Bây giờ á, con khuyên bà, ông bà phải là nói những lời lẽ như thế nào đó cho ông hiểu. Dạ dạ. Thì cũng là nhất thời tụi con lỡ nói ra vậy, thì tại vì tụi con nói chuyện đôi khi là cứ nghĩ theo người bình thường. Không có, không phải, nhiều khi cái nói cái mình lỡ lời, cái đó tụi con không có muốn vậy. Chứ con, theo con nghĩ chắc bà ông cũng không có kiếm bà khác được đâu. Đây. Thì con biết là ở đây nơi đây á, đã ông với bà đã ở nơi đây như thế này rồi á, thì con nghĩ là không phải là một vong linh thông thường mà dám về đây mà ở được đâu. Tại nơi đây sơn thần thủ địa, những chư vị thần hộ núi gì nổi rất là dữ, mà ở đây được cũng là một những vong linh phải là thường. Những vong linh thông thường không dám hiện hình rõ ràng như ông bà vậy đâu. Tại sao mà đa là chân cái da, nghe biết không? Ở chỗ cái đa đó hả? Ừ. Ta chờ hai người 2 năm rồi. Chờ con, tụi con 2 năm rồi. Ờ tại sao biết? Một vị thổ thần kêu ta chờ. Một vị thổ thần kêu bà chờ tụi con ở đây đã 2 năm rồi. 2 năm. Bà cho con hỏi thêm vấn đề nữa. Hôm qua, mấy bữa trước lần là ông có nói là kêu con hái 7 cái trái của cây đa để và 7 cái lá để giúp ông thoát khỏi cái bùa trắng yểm gì đó, mà cái đó có thật hay không hả bà? Cái đó là vị thổ thần kêu. Hay là tại ông nói dốc nó... là ông nói dốc mà sao? Tại vì nó nói, lúc đó ông nói bà là quỷ bắt ẩm ở đó. Tại vì tụi con hôm trước tụi con đến đây giúp ông thì ông nói là ông bị một con quỷ ở gốc cây đa đó là trói buộc và yểm vào đó không có đi được. Thì tụi con mới tìm cách và cuối cùng là hái được 7 cái trái đa, và trên hầu như trên toàn thân cây đa chỉ có 7 trái thôi. Thì tụi con hái xong cái đó thì ông lại nói là đem 7 cái trái đem về 7 ngôi chùa thì ông sẽ tự khắc đi được về chùa. Tụi con đã đem, tại vì hai cháu con chia nhau hàng 3, hàng 4 đem đến 7 ngôi chùa. Nhưng mà nói thẳng ra là tụi con đem đến thì tụi con cũng để thôi, chứ cũng tại vì chùa người ta khơi khơi mình vô cũng nọ, chứ không như mình quen dễ bà. Còn không quen thì tụi con đem đến cửa chùa tụi con để đó. Nhưng mà con cũng không biết sao làm. Khi mà làm rồi mà lên thì ông vẫn vậy. Khi biết ra sự tình thì ông nói đó, con quỷ ở gốc đa đó không phải ai, là bà. Từ ổng nói là quỷ dữ rồi bắt ổng đó, mà thật sự ra điều đó là chứng tỏ ra những lời lẽ ổng nói là không có thật. Ổng giúp bà. Như vậy thì bà ra cười khỏi được cái đa đó đúng không? Vậy là bà là người bị người ta trắng chứ phải ổng? Rồi vậy hiểu rồi. Vậy là do bà bị trắng, nhưng mà sao thổ thần giúp bà không được hay sao? Mà lý do tại sao mà ví dụ như... Có quen biết với con? Phải một vị ông, bị ông lão tóc bạc, dâu trắng không? Đúng. Lỏng rồi. Lỏng trắng. Lỏng trắng. Nhưng mà ông
Ổng đến đây mà sao mà ổng không giúp bà được hả? Không được, bà không còn thể giúp đỡ được. Có thể, vì sao đôi khi là ổng muốn để cho mình làm. Chứ thêm gì nè, tùy nơi nữa. Ừ. Tùy nơi có nghĩa tại vì sao? Đất đai thằng, đôi khi ổng là những, ổng đến nơi khác đến thì ổng có quyền cai trị ở đây. Đa phần là những vị ở đây ta mới có quyền. Đó, thì ổng có cái là nhắn gửi là ở đây đợi mình. Hoặc là duyên của mình đó. Ừ. Dạ. Mà bà ơi, bà có biết là ai yểm bà đó không? Bà không biết được. Nhưng mà tổ tàng kêu sẽ có ngày hai người lên giúp đỡ ta. Giống tề thiên quá. Là hai người thôi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thôi bây giờ nhìn nè bà ơi, tụi con nếu mà... Nhưng bà phát tâm rồi. Thì bây giờ con còn một cái hy vọng cuối cùng nữa thôi là bà khuyên được ông. Đúng rồi. Ông chỉ hưởng lòng hai người. À, có nghĩa là ông đang thử lòng tụi con hả? Đúng. Mà ông thử lòng lâu dữ bà. Hai tụi con á thì cũng mong rằng là ông bà có thể hiểu ra cái những điều hay là phải. Như bà con, tại vì chuyện trước giờ tụi con không thấy mà bà nói như vậy á, thì tụi con cũng đã hiểu được phần nào là lý do tại sao, và cũng như là những cái điều mà con với bà không hiểu nhau. Bây giờ con cháu con cũng hiểu với bà, mà con nghĩ bà cũng đã hiểu cho tụi con. Thì bây giờ mong rằng bà hãy khuyên ông đến đây với tụi con, và hai tụi con sẽ bày ra bàn cúng để giúp cho bà với ông về với một cái ngôi chùa nào. Thì giờ vậy nè, tụi con sẽ bày ra bàn cúng rồi ông bà đến đây hưởng, rồi bà lúc đó sẵn bà sẽ giải thích cho ông hiểu và cũng như là khuyên ông. Thì nếu mà thành công thì tụi con sẽ đến và tụi con sẽ đưa ông bà đi về chùa luôn. Đó. Để mà ở trên đây càng lâu thì càng khó. Tại sao? Cũng một năm trước có hai người đến. Trước có hai người đến. Cũng nói giúp đỡ ta. Giúp đỡ bà. Một năm trước. Đúng. Nhưng ta biết khuôn mặt của hai chúng ám khí nhiều quá. Nên ta sợ. Hai người có âm khí à? Cách đây một năm mình cũng chưa lên đây, mình mới biết đây. Ừ. Thôi. Nói chung có thể là người khác. Ừ. Thì thôi bây giờ tụi con sẽ bày ra một bàn đồ cúng và con mời ông bà đến dùng và hy vọng là bà sẽ khuyên được ông. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồ tôi cũng đây. Bà cúng nó dơ quá mày. Hay. Có chỗ nào cúng sạch sẽ xíu. Này góc bà đa cúng luôn. Ừ. Đi vô góc bà đa đi. Góc bà đa đi. Chứ mà anh đây nó dơ quá à. Mưa nó chùm nhẹp. Thật lầy vậy. Thì góc bà đa này cũng là nơi bà bị... Bị giam cầm. Đây nè, cúng ngay chỗ bãi nè, chỗ này bằng nè. Đúng rồi. Ấy đi, ta kiếm đủ. Mà đây thì sợ đốt bằng kẹt không được nha. Ê, đặt bằng đá đó kìa. Ừ. Ấy trời, xíu té luôn à. Xéo xẹo à. Lấy đầu chim đi. Cho thêm cục đá đi. Ê, có nhóc ở trên nè. Trời ơi. Đúng là có mắt mà không thấy. Ơi. Cái gì? Bẻ cái này. Ở đây nhìn giống như cái mồ em. Ừ. Ý. Gì? Cục đá này nhìn giống thạch anh quá. Giống đầu nước á. Tôi bẻ mấy cây cho cả nhà thấy được cái cảnh cái đa nó rõ ràng của chú anh chị. Ý, cứ của con gì? Thấy ghê. Trên đời thế. Thấy ghê, không chụp được hay rồi chứ. Chuyện khó làm gì cũng làm được. Cái miếng đồ cúng. Thế là con tròn. Thấy ông sai lầm hơi nhiều rồi đó. Thấy khùng điên vậy. Nó bị sai lầm hơi nhiều lắm rồi đó. Phải không cố tình mà. Sao đâu. Mồm miệng. Làm gì đâu. Mồm miệng, miệng nhanh hơn não. Miệng nhanh não của gàng. Thấy nói con tự thấy quê, tự thấy lao thì chứ.
chứ đừng thấy thì chứ đừng thấy nó mà lỡ lợi kỳ khôi vậy, cái nhức trong lòng khó chịu. Hai bộ đi. Bộ. Hai bộ đi ông, bộ vàng bộ. Nó bộ với nhiều bộ lắm. Ngũ sắc mà, mỗi bộ có 5 màu. Có nghĩa là mỗi bộ một đó tới 5 bộ đồ đó. Ý là 7 bộ đồ đó. 7 bộ đồ nhưng mà nó nằm trong một bộ một bộ. Này tới nữa. 5 bộ mà. Ý là 7 bộ đồ nằm trong một series á. Một series. Mệt quá. Có nghĩa là bởi vì nè nó xuôi gió, một bộ để ngược hả? Cái gì? Để ngược kệ đi, xuôi gió mình cũng quay vậy nè. Có nghĩa họ nếu mà xuất hiện, biết xuất hiện chỗ nào, nhưng mình mong rằng là họ sướng gì đây. Dằn luôn đó, làm gì mà bèo nghèo dữ vậy? Nó bị ướt mưa gió này, cả nhờ hai cô cháu đi nó chằn ai lắm, không quay gì đơn thuần đâu. 6 giờ thì gì đó, năm mấy quá, mấy 6 giờ đó, gần 6 giờ rồi mà cắm đất luôn ha. Lấy đèn cày, đèn cày được, cày gió hay gì hay cày chung, cày ly bằng nhôm đi cho dễ. Mình thấy được không? Được, nó cũng giống như đèn ly cái gì. Ly đó mới mua thấy ủ mình sợ nó phút nó không cháy. Xài ngồi thì anh xài cái nó cháy không bao lâu. Mấy con quỷ ấy nó kêu rùm ấy. Đấm cạn không đi. Ủa cái chung ù anh. Thôi chung như nó cấm đại đi. Nó thật không dám nổi á. Tắt cái chèn gió mạnh tắt. À bỏ túi luôn đi, cũng chế luôn. Tắt hết trơn thấy không? Gió chẳng nổi đâu. Kệ đi sao vậy? Tại vì mình có lòng thôi. Cắm lại chỗ này, đá dằn lại. Thôi. Bây giờ hai cô cháu ăn bỏ nước giữa cho thằng cái gần nhập nữa, biết sao đây. Nói nè. Cả nhà, tụi con sẽ gửi đi. Để xem cây có điều gì không cả nhà. Đi. Đi qua bên xuống đi, mặt đi. Đánh thử dính luôn vậy. Không biết không? Mày bẻ luôn đi, cho ta. Xa lắm, đẩy nó thấy xa rồi. Ây dạ. Rồi, coi gai không vậy ta, coi đâu đây. Coi đây cái gì gai nhỏ lắm không? Mày đẩy nó đậu đây. Thọc rồi, thọc. Đây.
Không. Gì? Ông bà, ông bà. Nó mua như vậy. Con chào ông chú bà. Thì ông bà ơi, thì giờ gì nè? Giờ con biết là cái lòng của bà đó, bà cũng đã muốn quy y rồi. Quy y Tam Bảo, về chùa chiền để tu tập sớm ngày giải thoát. Ông cũng muốn đi phải không? Thấy ông chấp tay kìa. Và nếu mà ông và bà cùng đồng lòng để về với một cái cõi binh hằng khác, không phải một cõi tạm bợ như hiện tại, thì thôi thì tụi con mong rằng hai con á có thể giúp đỡ cho hai ông bà được. Nhưng mà phải đưa vào chết tôi. Về chùa chung với chị bà đúng không? Còn ông thì cũng đưa chùa ông, à, cho lại ông kia không? Ông kia giành lộn không? Không biết sao. Bây giờ ông có chịu, bây giờ về đi. Tại vì cái duyên số của chúng ta, nếu mà đã chịu quy y thì ngay bây giờ là duyên số đó đã không còn nữa. Tặng rồi. Tặng rồi. Giờ nếu mà hai người có điều gì muốn chia sẻ nhau thì ngay lúc này. Con ráng đi tu, bỏ kiếp này làm kiếp khác. Nghe lời tôi nha. Tình tử dữ. Rồi nó môi chứ Phật. Bây giờ ông bà nguyện đi về chùa. Bây giờ ở trên bàn cúng ông bà có thể vào một cái thứ nào đó để cho con phải mang đi. À, bộ đồ thế thế đó ha. Còn bộ đồ thế đây hay gì?
Vậy hai bà thấy hai ông bà. Nhưng mà con nói trước là hai ông bà con sẽ đưa hai cái chùa khác nhau nha. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thì tụi con sẽ cho niệm cho ông bà ha. Mong là ông bà sẽ sớm được giải thoát. Nam mô Di Đà Phật. Đi mới gõ bắt rồi mà cứ bốc. Em bảo chú ơi, nói chung nhang sắp tàn rồi, chắc lẽ tụi con sẽ mang đi liền để mà kịp để mà cho ông bà về chùa. Từ đây xuống núi chắc cả tiếng rồi nữa. Nhưng mà Phật thì cảm ơn các nhà đi xem nước. Cảm ơn chú Phật. Con chào cái nhà hay là sao? Đi đi. Đi. Cái ba này nha. Đốt qua cái tiền. Cảm ơn cái nhà đã theo dõi và ủng hộ hai con cháu. Cảm ơn cái nhà rất là nhiều. Cảm ơn chú Phật.